tôi luôn tự hỏi tình yêu là gì? Có phải đó là khi hai bàn tay siết chặt? Khi ánh mắt và nụ cười chỉ muốn dành cho nhau? Là khi mỗi ngày mới bắt đầu đều có những bất ngờ hạnh phúc? Hay phút giây vỡ òa sau những xa cách nhớ nhung? Tình yêu là tất cả cung bậc cảm xúc mà ở đó hai người đều tìm thấy sự yên bình, thoải mái khi bên nhau. Tôi yêu cách con người yêu nhau và tôi chọn được trở thành sợi cốt tông làm nên những trang phục các bạn mặc hàng ngày. Để được chạm vào tình yêu thật êm ái, mềm mại. Trải nghiệm cảm giác dễ chịu từ bông Mỹ, tận hưởng cảm giác thoải mái cùng On Off.